Con có thích không? Thích. Hôm nay cũng đi. Ba ơi, bao giờ mình có nhà mới? Nói đi, vẫn thế thôi thì cứ thế thôi. Cứ thế thôi thì mãi thế thôi. Nhanh phải thay đổi. Được sinh ra trong gia đình với truyền thống đông y thảo dược, đam mê với tri thức, trọng ngành y cứu đời của người. Bao nhiêu năm miệt mài nghiên cứu, những thăng trầm khó khăn đã vượt, hiểu sâu sắc về nhân chủng học và cả tâm lý hành vi con người. Là bác sĩ, là chuyên gia với tầm nhìn vươn ra thế giới, tư duy vẫn luôn rộng mở để phát triển cùng thế hệ mới. Đi nhiều cùng việc giảng dạy và khai phá tiềm năng con người. Người yêu mấy người gọi là thầy, lời biết ơn của bao nụ cười. Hiểu về sự phát triển não bộ trẻ nhỏ ngay từ những năm đầu đời, tạo nên một cửa sổ vàng là cộng đồng bao người hướng tới. Quan tâm đến giai đoạn vàng phát triển nhân cách tư duy trí tuệ, đem đến giải pháp nuôi dạy điều bổ ích cho cha mẹ trẻ, dạy kinh doanh và cả khởi nghiệp, làm khơi gợi sức mạnh khao khát. Là người trồng hoa trong đời chứ đâu còn có mục đích nào khác. Một doanh nhân tri thức hào phóng, luôn chia sẻ và cho định hướng, đưa người lên trên for on để tạo nên một cộng đồng thịnh vượng. Dù tính tình có hơi ngoan ngoắt nhưng dễ gần mấy ai sánh kịp, gặp người lớn hay là trẻ nhỏ, xa hay gần ai ai đều quý. Vẫn giữ cái tâm luôn sáng, tầm nhìn rộng mở mà cuộc đời ban, mang trong mình chỉ một khát vọng lan tỏa tốt đẹp ở chốn nhân gian.